Xin kính chào quý vị khán giả của kênh truyền hình VTV4. Tiếp theo chương trình với khán giả VTV4 phát sóng vào Chủ nhật hàng tuần thì bắt đầu từ ngày hôm nay sẽ là một chương trình mới mà chúng tôi đặt tên là Hoàn thiện hồ sơ, có mục đích giải thích các thủ tục pháp lý có liên quan ít nhiều tới khán giả của kênh truyền hình VTV4. Các thủ tục pháp lý đó có thể liên quan đến vấn đề quốc tịch Việt Nam, các quy định của pháp luật Việt Nam liên quan đến vấn đề hồi hương hay là bảo lãnh cho người thân ra nước ngoài chẳng hạn. Dĩ nhiên là quý vị có thể gửi câu hỏi cho chúng tôi biết những thủ tục pháp lý mà quý vị muốn biết. Trong 15 phút mỗi tuần thì chúng ta sẽ cùng tìm hiểu các bước tiến hành một thủ tục, các giấy tờ cần có, các biểu mẫu lấy ở đâu, khai như thế nào, cấp nào giải quyết và trong bao lâu với lệ phí ra sao, có thể gửi hồ sơ về Việt Nam hay là ủy quyền cho người thân ở Việt Nam làm hay không. Tóm lại là tất cả những chi tiết mà mỗi khi bắt đầu tiến hành một thủ tục pháp lý thì tất cả chúng ta đều muốn biết tường tận để tiết kiệm thời gian và đôi khi là để tiết kiệm chi phí nữa. Chúng tôi sẽ cố gắng hướng dẫn cách thức tiến hành một số thủ tục liên quan đến chính sách đó một cách rõ ràng nhất có thể được. Trong chương trình đầu tiên này thì chúng ta sẽ tìm hiểu xem làm cách nào để có thể lấy được chứng nhận có quốc tịch Việt Nam. Người đàn ông này đã quyết định trở về Việt Nam sinh sống sau 15 năm đi lao động xuất khẩu ở Đức. Về lại quê hương Hà Tây, anh thấy biết bao sự thay đổi so với ngày ra đi. Điều mà anh hoang mang nhất là do sơ suất, anh không còn giữ được bất cứ giấy tờ gì chứng minh anh là công dân Việt Nam. Không chứng minh nhân dân, không hộ khẩu, không còn cả giấy khai sinh. Anh sẽ sống và làm việc tại quê hương thế nào đây? Như vậy là trường hợp mà người Việt Nam ở nước ngoài về nước xin chứng nhận có quốc tịch thì không phải là ít. Mời quý vị khán giả theo dõi tiếp câu chuyện của anh Lê Huy Thắng ở phần sau của chương trình. Còn bây giờ thì luật sư Phạm Thanh Bình là phó giám đốc của công ty luật Hồng Hà ở Hà Nội sẽ tư vấn cho chúng ta các bước thực hiện các thủ tục này. Xin cảm ơn luật sư đã nhận lời tham dự chương trình với chúng tôi. Như vậy là người Việt Nam mà định cư ở nước ngoài và họ đã mang quốc tịch nước ngoài rồi, khi mà về nước thì họ sẽ là mang hai quốc tịch hay là họ chỉ có một quốc tịch thôi ạ? Theo quy định của luật quốc tịch Việt Nam thì nhà nước Việt Nam thừa nhận cái nguyên tắc là công dân Việt Nam chỉ mang một quốc tịch Việt Nam. Thế thì khi cái việc mà cho thôi, cho nhập quốc tịch Việt Nam là do chủ tịch nước quyết định theo các cái chỉ tự nhất định do pháp luật quy định. Cái việc mà một trong những cái điều kiện để hồi hương về Việt Nam á, thì cái người xin hồi hương phải có cái giấy, tức là phải có quốc tịch Việt Nam và mang hộ chiếu Việt Nam. Và nếu có quốc tịch Việt Nam đồng thời mang hộ chiếu nước ngoài hoặc cái giấy tờ khác có giá trị thay thế cái hộ chiếu nước ngoài thì cần có xác nhận là đã đăng ký công dân tại cơ quan đại diện ngoại giao của Việt Nam ở nước ngoài. Thì khi về Việt Nam thì người hồi hương sẽ được hưởng, được ứng xử như mọi cái công dân Việt Nam, được hưởng mọi cái quyền và nghĩa vụ như một công dân Việt Nam ở trong nước. Là công dân Việt Nam thì người hồi hương cũng sẽ được hưởng các quyền công dân và có nghĩa vụ của công dân theo pháp luật Việt Nam quy định. Trong các quy định của pháp luật hiện hành ấy, thì không có cái quy định nào bắt buộc người hồi hương phải từ bỏ cái quốc tịch nước ngoài mà họ đang mang nếu có. Một cái bộ hồ sơ để xin giấy chứng nhận có quốc tịch Việt Nam thì nó gồm có những cái gì? Cái hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận có quốc tịch Việt Nam thì có được quy định được tương đối đơn giản. Trước hết là cái người có nhu cầu xin cái giấy cấp giấy xác nhận có quốc tịch Việt Nam phải làm cái đơn theo một cái mẫu do Bộ Tư pháp quy định. Và đây là cái mẫu đơn là do Bộ Tư pháp đã quy định. Thì cái nội dung đơn này thì trong cái nội dung đơn này thì cái người có nguyện vọng xin cấp giấy chứng nhận có quốc tịch Việt Nam thì phải khai một số những cái nét cơ bản về nhân thân của mình. Ngoài ra thì cái hồ sơ kèm theo cái đơn xin cấp giấy chứng nhận có quốc tịch Việt Nam thì người có yêu cầu, có nhu cầu xin nhập có giấy xác nhận quốc tịch Việt Nam ấy thì còn phải xuất trình hộ chiếu, hoặc là trong trường hợp mà không có hộ chiếu thì phải có những cái giấy tờ khác để thay thế. Ví dụ giấy tờ nào? Tôi nói ví dụ như là cái giấy tờ chứng minh là đã được nhập quốc tịch Việt Nam này, giấy tờ chứng minh là đã được trở lại quốc tịch Việt Nam này, hoặc là giấy xác nhận đăng ký công dân do cơ quan đại diện ngoại giao của Việt Nam ở nước ngoài cấp này, rồi sổ hộ khẩu này, hoặc là thẻ cử tri mới nhất này, ví dụ như có một lần bầu cử gần cái thời điểm này nhất này. Thế rồi là giấy tờ chứng minh có quốc tịch Việt Nam của cha mẹ anh em ruột, giấy hoặc là giấy khai sinh, hoặc là cái giấy tờ chứng minh là người có quốc tịch Việt Nam mà theo cái điều ước quốc tế mà Việt Nam ký kết hoặc là tham gia. Thế thì trong cái trường hợp mà không có những cái giấy tờ vừa nêu trên ấy thì nhà nước vẫn quy định một cái nội dung nữa là để cho người ta tạo cái dễ dàng cho cái người có nguyện vọng xin cấp giấy chứng nhận, là tức là phải người này phải có một cái bản khai danh dự, theo đó cam kết bằng danh dự của mình, cam kết rằng tôi là người có quốc tịch Việt Nam. Thì trong trường hợp đó thì cái bản khai danh dự này cũng được
pháp luật thừa nhận như là một trong những cái giấy tờ chứng minh nguồn gốc quốc tịch Việt Nam của người đó. Danh dự đó là phải có người khác có thể là vâng, bản khai danh dự đó thì ít nhất phải có hai công dân Việt Nam chứng nhận, hoặc tốt nhất là có những cái thân nhân như cha mẹ đẻ, anh chị em ruột xác nhận. Quay trở lại cái hồ sơ để xin cái xác nhận là có quốc tịch Việt Nam đó cần phải làm mấy bộ anh? Cái hồ sơ mà xin cấp giấy chứng nhận có quốc tịch Việt Nam thì cần làm 2 bộ và nộp mà, và có thể là nếu công dân Việt Nam ở trong nước, tức là cái người ở trong nước ấy, thì nộp tại sở tư pháp tỉnh, thành phố mà nơi cái người đó cư trú. Còn nếu công dân Việt Nam ở nước ngoài thì có thể nộp tại cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự của Việt Nam tại cái nước sở tại mà người đó đang ở. Nếu mọi việc suôn sẻ thì khoảng bao lâu có thể xong thủ tục này? Thì theo cái quy định hiện nay á, thì cái thời hạn giải quyết là 30 ngày. Ở trong nước á, thì lệ phí là 500.000 đồng cho một trường hợp. Còn nếu mà tiến hành ở cơ quan đại diện ngoại giao của Việt Nam tại nước ngoài thì lệ phí là 35 đô la Mỹ. Thông thường thì những ai thường phải làm cái thủ tục là xin xác nhận có quốc tịch Việt Nam ạ? Những người Việt Nam cư trú ở nước ngoài mà muốn xin xác nhận thường là có khi có nhu cầu để xin cấp giấy chứng nhận có quốc tịch Việt Nam thì là thường là có hai dạng. Thứ nhất là những người để hoàn chỉnh có nguyện vọng hồi hương là hoàn thiện cái hồ sơ hồi hương về Việt Nam. Thế người thường thứ hai là những cái nhà doanh nghiệp họ có cái dự định đầu tư ở Việt Nam thì họ cần có cái giấy này để họ sẽ được hưởng những cái quy định ưu đãi theo quy định của pháp luật đầu tư về Việt Nam. Vâng, bây giờ xin mời quý vị khán giả và luật sư Phạm Thanh Bình xem tiếp câu chuyện của xin xác nhận quốc tịch của anh Lê Huy Thắng. Anh Lê Huy Thắng trở về Việt Nam sinh sống sau 15 năm đi lao động xuất khẩu ở Đức. Được công an phường giới thiệu, anh đã đến sở tư pháp tỉnh Hà Tây hỏi về thủ tục. Trong trường hợp nếu anh không còn giữ được bất cứ cái giấy tờ gì để chứng minh quốc tịch Việt Nam của anh, ví dụ như là hộ chiếu, chứng minh thư, theo pháp luật quy định thì anh cần phải nộp các cái giấy tờ để chứng minh quốc tịch của cha mẹ anh. Trong trường hợp của anh thì đó là sổ hộ khẩu gia đình hoặc là giấy chứng minh nhân dân của cha mẹ. Xin hỏi anh, tôi đã mất giấy khai sinh rồi thì tôi lấy chứng cứ gì để chứng minh tôi là con của bố mẹ tôi? Nếu vậy thì anh cũng cần phải lập một cái bản khai danh dự về ngày tháng năm sinh, nơi sinh, quê quán, nơi cư trú của bản thân. Thế và họ tên, ngày tháng năm sinh, nơi cư trú của cha mẹ anh. Thế và trong cái bản khai danh dự đó thì phải có ít nhất là ý kiến của hai người làm chứng và phải có xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã nơi anh sinh ra. Đối với trường hợp của anh thì thời hạn giải quyết sẽ là 60 ngày vì chúng tôi phải chuyển hồ sơ sang cơ quan công an cấp tỉnh để cơ quan công an sẽ tiến hành thẩm tra và xác minh thêm. Vâng, xin cảm ơn anh. Và hôm nay là một ngày vui đối với anh Lê Hữu Thắng. Vâng, thưa quý vị khán giả, như vậy là các thủ tục để lấy giấy chứng nhận có quốc tịch Việt Nam hoặc là mất quốc tịch Việt Nam không phải là quá phức tạp. Chỉ cần một mẫu đơn, một giấy tờ chứng minh nguồn gốc nộp tại Sở Tư pháp hoặc cơ quan đại diện ngoại giao Việt Nam tại nước ngoài, kèm với lệ phí 500.000 đồng Việt Nam nếu nộp tại Việt Nam và 35 đô la Mỹ nếu nộp tại nước ngoài. Và nếu mọi việc suôn sẻ thì sau 30 ngày sẽ lấy được giấy chứng nhận. Mẫu đơn có thể lấy được ở các sở tư pháp hoặc là cơ quan đại diện ngoại giao Việt Nam tại nước ngoài, hoặc là đơn giản hơn là có thể lên trên các website của Bộ Tư pháp Việt Nam hay là Sở Tư pháp của các tỉnh và thành phố của Việt Nam. Xin cảm ơn luật sư Phạm Thanh Bình, Phó Giám đốc Công ty Luật Hồng Hà đã tư vấn cho chúng tôi. Chương trình tuần này thì đến đây là hết. Xin hẹn gặp lại quý vị khán giả trong chương trình tuần sau.